Rồi bây giờ mày hướng dẫn các bạn mình cài cái WordPress lên trên cái domain Hotin ha. Thì tôi có cái tên miền là giảng viên.bánhbếp.com và Hotin tích hợp sẵn ở đây luôn rồi. Đó, giờ mình trước hết mình kiểm tra. Mình kiểm tra bằng cách là mình vô http. http ngang hay s không không s ngang. http 2 chấm xịt xịt http 2 chấm xịt xịt giảng viên.bánhbếp.com. Còn ở dưới các bạn sử dụng cái tên của các bạn ha, .bánhbếp.com. Thì nó sẽ ra cái website welcome như vậy. Website demo welcome như vậy của Hotin có sẵn. Đây là cái trang website. Đó, rồi bây giờ mình sẽ vô để vô cái trang mà Hotin á thì 2 chấm phía sau 4 số 4 vô. Rồi, mình sẽ truy cập vô cái tên của mình. Tên mật khẩu hồi nãy tôi đã cấp cho các bạn rồi ha. Đó. Mình nhập vô. Mình sẽ login vô được cái trang quản trị Red Admin ở đây. Đó. Bước đầu tiên chuẩn bị á, là mình phải vô cái trang web là wordpress.org để mình có thể tải cái suộc WordPress về. Wordpress.org, get WordPress nè. Thấy không? Rồi download dưới đây. Download. Download thì mình sẽ bỏ vô một download đây. Bỏ vô. Tôi có sẵn rồi cho nên để nó luôn. Rồi, download. Rồi tiếp theo thì mình sẽ cài đặt cái chứng chỉ bảo mật. Hiện tại cái hiện tại khi mình truy cập vào cái giảng viên.bánhbếp.com nè. Đây là ví dụ đây. Mình truy cập vô đây thì nó sẽ báo báo lỗi là nó security ở đây. Thì mình sẽ nâng cấp nó lên thành security chỗ này bằng cách là mình sẽ vô SSL certificate, các bạn thấy đây không? Thấy không? Mọi người thấy không? Đây, thấy chưa? Đó, ha. Đó, bấm vô. Bấm đây là sau đó sẽ ra cái trang như thế này. Được chưa? Đó. Rồi tiếp tục bấm vô cái dấu tròn thứ hai. Rồi bấm vô Free Automatic Relay Certificate. Ha. Đó. Rồi kéo xuống đây mình set vô cái tên miền của mình, tên miền phụ của mình thôi, giảng viên trai. Các bạn là set vô tên bạn chấm ha. Rồi dưới đây là, chỗ đây là mình bỏ. Chỗ dưới chỗ có nút là www á, bỏ đi luôn, không cần. Được chưa? Thấy chưa? Được chưa? Rồi đúng không? Rồi. Rồi sau đó mình bấm nút save. Đó, xong ha. Cái này dùng để là giống như ở đây, hiện tại mình đang đây là vì nó security, mình chưa có chứng chỉ bảo mật. Bây giờ mình cài chứng chỉ bảo mật ở đây để cho nó có cái chứng chỉ bảo mật chỗ này. Đây. Mình cài chứng chỉ bảo mật để cho mình đổi lại cái host của mình thành có chứng chỉ bảo mật. Chứng chỉ bảo mật. Mình thấy website, ví dụ một số website. Nhìn đi website, mấy website đây, chỗ này khi mình vô á thì sẽ có chứng chỉ bảo mật chỗ này. Một số website mình vô mình thấy có ổ khóa này đúng không? Ở đây sẽ có ổ khóa. Đây, thấy không? Thấy có ổ khóa không? Những website mình vô đây không có ổ khóa đúng không? Thì bây giờ mình muốn đổi cái này thành ổ khóa thì mình phải cài chứng chỉ bảo mật đây. Certificate này để mình mới có chứng chỉ bảo mật ha. Được chưa?
Rồi sau khi mình cài mình tạo nó báo thành công nè, thấy chưa? Đó thì mình quay lại mình tiếp tục click vô cái chỗ là port SSL nè, đây nè, save lại làm tôi luôn. Đó. Rồi chưa? Rồi chưa? Rồi click vô chỗ domain setup. Rồi, click vô domain của mình. Rồi mình kiểm tra lại coi nó có chọn vô là view private hay public hay không, nếu mà chọn như đúng như hình đó là ok, không cần phải làm gì nữa. Rồi ra mình check lại ha. Ra mình check lại vô. Check lại là giáo viên chấm chấm giảng viên chứ. Đúng không? Vô cái https ha. Http không được, https 2 chấm xuyệt xuyệt. Có thể có ổ khóa chỗ này. Được chưa? Vô domain setup là check lại tùy theo, có chỗ tự động nó sẽ set cho chỗ này cho mình. Còn có hot thì nó không tự động, thì nó nằm trên thì mình sẽ chọn xuống dưới đi, giống như hình. Được chưa? Đúng không? Đó là cách mình tạo cái chứng chỉ bảo mật cho cái hosting của mình. Còn ví dụ mình không tạo chứng chỉ bảo mật, mình vẫn xài bình thường, không làm bước này vẫn cài được nha. Bước này là bước phụ thôi, nếu mà không làm mấy bước mà chứng chỉ bảo mật này thì mình vẫn có thể mà cài một red bình thường được. Còn nếu mà có làm thì nó có ổ khóa thì thôi, nếu mà tùy theo cái host nó không hỗ trợ, không làm được thì thôi, không xài chứng chỉ bảo mật. Được chưa?